và cuối cùng chính là nhìn có vẻ rất dễ dụ. Ba chàng thanh niên này đã dùng hết sự thông minh của mình, cuối cùng đã nghĩ ra một cái cớ để dụ cô gái này lên lầu. Họ nói rằng hôm nay là sinh nhật của một người bạn, nhưng lại không có ai giúp họ hát bài chúc mừng sinh nhật, cho nên họ muốn nhờ cô lên hát một bài. Cái lý do này nghe thật chối tai, nhưng họ đã quỳ xuống cầu xin, lại thấy họ cũng là bạn học với mình, cho nên nữ chính đã đồng ý, giống như bạn là mục tiêu bị nhắm sẵn vậy. Chỉ cần bước một bước thuận theo ý các chàng trai này, dường như sẽ không còn đường lui. Chàng trai nói cô hãy ngồi xuống chính giữa, sau đó cô gái nói rằng mình không uống rượu. Ba chàng trai liền dọn thức ăn lên, rồi nói một dân tộc chiến đấu hùng hồn như chúng ta làm sao có thể không uống rượu được chứ? Đến cũng đã đến rồi, đừng ngại mà. Cô gái đành phải nhượng bộ. Được thôi, mình chỉ uống một ngụm nhỏ thôi. Cô đã uống một chút rượu, rồi hát tặng bài chúc mừng sinh nhật. Lúc này, chàng trai bên cạnh đã đổ thứ nước gì đó vào trong ly của cô, nhưng cô không hề hay biết, cho đến khi cô đứng dậy thì mới bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Ba chàng trai lúc này đã lộ rõ bộ mặt thật, đến cũng đến rồi, chỉ hát một bài như vậy thôi thì thật là kỳ quá. Họ bắt đầu động tay động chân với cô gái, rồi đẩy cô vào phòng ngủ. Sau đó đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết. Chờ cho đến khi ba tên khốn nạn cảm thấy thỏa mãn thì cô gái tội nghiệp mới được thả đi. Một tên đã nhét 15 đô vào túi sách của cô, còn nói rằng lần sau gặp lại nhé. Nhưng ai mà muốn gặp lại họ chứ? Cô gái vứt số tiền đó ngoài đường, rồi trở về nhà trong sự suy sụp. Nhìn thấy cháu gái khóc lóc thảm thiết, ông nội đã vội vã đến an ủi. Sau khi biết được tất cả, ông đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát cũng khá anh dũng, cởi áo ra rồi cầm theo trang bị, họ phá cửa xông vào. Chỉ với vài câu ngắn gọn, đã dọa cho ba tên khốn nạn này sợ đái cả ra quần. Ngay lúc chuẩn bị đưa chúng về đồn, thì cảnh sát trưởng đã đột nhiên xuất hiện. Ông ta nói đừng vội bắt người, vụ án này cần phải tính chuyện lâu dài. Vòng vo một hồi mới biết rằng trong ba tên này có một tên là con trai của cảnh sát trưởng. Cô gái khóc thút thít cả ngày ở trong nhà vệ sinh, ông nội nhìn thấy vậy vô cùng đau lòng. Một thời gian sau, cô gái bị gọi đến để hỏi lời khai. Nói là hỏi lời khai, chứ thật ra là muốn rửa sạch tội cho ba tên khốn nạn kia. Cô gái kể lại chi tiết lúc đó thì cảnh sát lại vô liêm sỉ vu khống lại cô. Ông ta nói cô đã nhìn chúng vào một trong ba người đó, cô muốn chiếm đoạt thân xác và nhà của cậu ấy, cho nên mới lập ra âm mưu như vậy, từ người bị hại biến thành phạm nhân. Logic như vậy, không biết thành tiểu thuyết thì thật là uống phí nhân tài quá. Nhưng điều bế tắc chính là hiện trường không lưu lại bất kỳ bằng chứng nào, tất cả mọi thứ đều chỉ là từ miệng cô kể lại, cho nên điều tra rõ chân tướng rất khó và trừng trị hung thủ càng khó hơn. Ba tên khốn nạn không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Ngày hôm sau chúng lại vui vẻ xuất hiện trên đường. Ông nội càng thấy càng tức, ông từng có nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh, vậy mà bây giờ lại không có cách nào lấy lại công bằng cho cô cháu gái. Ngày hôm đó ông đã đeo tất cả huân chương chiến công đến tòa án, bao gồm huân chương sao đỏ, huân chương yêu nước hạng nhất, còn có một huân chương xạ thủ Voroshilov. Đây tượng trưng cho trình độ bắn súng của ông đã đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Ông hy vọng những người này nhìn thấy ông có công với nước thì sẽ có thể công tâm xử lý ba tên khốn nạn kia. Tuy nhiên hiện thực lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông. Người đàn ông này như đã thông đồng với tên cảnh sát trưởng vậy, luôn một mực cho rằng không đủ chứng cứ, cho dù ông có là cựu chiến binh thì cũng vậy thôi. Ông đứng dậy, buông lời cay đắng, vậy thì hãy chờ đó mà xem. Cô gái đã phải chịu sự ức hiếp, nhưng vì một tên khốn nạn trong số chúng có người chống lưng, đã dẫn đến con đường phản án khó lại càng thêm khó. Ông nội cho rằng nếu công bằng và chính nghĩa khoanh tay không giải quyết thì hãy để kẻ ác trừng trị kẻ ác, cho dù không có điều kiện cũng phải cố gắng tạo ra điều kiện đó. Ông đã lập tức bán ngôi nhà ở dưới quê để đổi lấy 5.000 đô la Mỹ. Sau khi trở về nhà, cháu gái nói với ông rằng khi nãy cảnh sát đã đến, còn đưa cho chúng ta một phong bì tiền, rõ ràng rằng họ muốn dùng tiền bịt miệng chúng ta. Ông nội đã vô cùng tức giận, ông cầm theo số tiền đó đi đến nhà cảnh sát trưởng. Chúng tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của ông. Nhìn thấy ông như vậy, cảnh sát trưởng thật sự không hiểu được việc làm này là chính trực hay là ngu xuẩn. Dì của cô gái ở cách đó không xa, gần đây bà ấy muốn đi du lịch trong 3 tuần, nên đã nhờ cô giữ dùng chìa khóa nhà. Ông cầm chìa khóa đến nhà của người dì thì phát hiện ra rằng cửa sổ trong nhà này nằm đối diện với phòng của ba tên khốn nạn. Trong lòng ông đã có dự tính, ông quyết định tự tay giải quyết ba tên khốn này. Cháu gái không biết ông nội đang có kế hoạch gì, ông cầm theo sẻng quốc đất rời khỏi nhà. Ga xe lửa tấp nập người ra kẻ vào, chính là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất. Ông chuẩn bị mua súng, mà còn là loại súng dùng trên chiến trường, chứ không phải là loại thông thường. Chủ tiệm bán súng nghe thấy vậy, rõ ràng là cho rằng ông xem TV quá nhiều rồi. Ông tìm đến một tay anh chị khác, rồi nói rõ yêu cầu của mình. Tay anh chị này cũng đồng cảm với ông, anh ta đã thật sự đưa cho ông một khẩu súng tốt. Ông bắn 3 phát súng liên tiếp vào bia đạn, 3 phát súng khiến cho tên anh chị này không thể không phục. Ông lão này quả thật không đơn giản, vừa nhìn đã biết rằng ông đã từng được luyện tập bài bản. Ngày hôm đó mẹ cô gái đã đến, nhưng bà ta đến không phải để an ủi con gái, mà là nghe nói ông nội đã bán nhà, cho nên muốn ông chia tiền cho mình. Ông lập tức đuổi bà ta đi. Vào mỗi thứ tư, ba tên khốn nạn này đều sẽ tụ họp ở nhà. Ông bấm tay tính toán, ngày mai chính là ngày tốt để báo thù. Đêm hôm đó, ông đã đem súng giấu vào nhà của người gì trước. Sáng hôm sau, ông xem mọi người đánh cờ ở dưới gốc cây. Lúc này ba tên khốn đã lái xe đến. Thời cơ đã đến, mọi người đều tập trung chơi cờ, không ai phát hiện ra ông đã âm thầm rời khỏi đó. Ba tên ức hiếp cháu gái ông đang ăn nhậu vui vẻ, chúng không biết rằng lúc này ông nội của cô gái đã chĩa súng vào chúng. Ai mới là kẻ bắt đầu trước chứ? Một xạ thủ chuyên nghiệp rõ ràng có cách báo thù tài tình nhất, có thể không làm hắn chết, nhưng sẽ khiến hắn cả đời sống chẳng vui vẻ gì. Nòng súng đã nhắm thẳng vào chai rượu ngay háng hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, hai tên bên cạnh đã bị dọa phát khiếp. Chai rượu đang yên đang lành tại sao nói nổ là nổ liền chứ? Với tư cách là một xạ thủ chuyên nghiệp, ông vô cùng bình tĩnh, nhặt đạn dưới sàn lên, rồi vờ như không có chuyện gì đi đến nơi mọi người đang đánh cờ. Còn chỉ người khác đi một nước cờ nữa chứ, giống như chưa từng rời khỏi đó vậy. Sự xuất hiện của xe cứu thương đã thu hút sự chú ý của mọi người. Biết tin người bị thương là tên khốn nạn, không một ai cảm thấy thương tiếc. Các ông lão hàng xóm còn nói chuyện cười đùa. Xe cứu thương đi khuất xa, lại một tuần trôi qua, hôm nay chính là thứ tư. Lần này ông sẽ trừng trị tên thứ hai. Chỉ nhìn thấy hắn lên xe, rồi đắm chìm vào âm nhạc. Ông chĩa súng vào cốp xăng, rồi bóp cò, lại là một tiếng nổ lớn vang lên, đã thu hút hàng xóm bên đường đến xem rất náo nhiệt. Một số người thậm chí còn bật cười. Từng tên vô lại đã bị gặp nạn. Lẽ nào đây chính là kẻ ác ắt gặp quả báo như trong truyền thuyết nói sao? Chỉ có một anh chàng cảnh sát trẻ là cảm thấy có gì đó không đúng. Rất rõ ràng, hai sự cố liên tiếp này không phải là ngẫu nhiên. Cảnh sát trưởng cũng đã suy đoán ra, chắc chắn là do ông nội của cô gái làm. Ngoài ông ấy ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Ông ta nhắc nhở con trai, hai người bạn của con đều đã bị giết hại, con cũng nên cẩn thận chút đi. Có thể tiếp theo sẽ là con đấy. Con trai ông ta cũng đã có chút hoảng sợ, hắn đứng ngồi không yên, sắc mặt thì thất thần. Hắn chuyển chậu cây ra để làm vật che chắn, còn kéo rèm cửa sổ lại nữa. Một cảnh sát trẻ tuổi tìm đến nhà ông để kiểm tra xem có phải ông đang giấu vũ khí hay không. Nhưng sau một hồi kiểm tra, anh không phát hiện ra điều gì cả. Cho đến khi cô gái nói, dì của mình đã đi du lịch, cho nên đưa chìa khóa cho mình giữ. Lúc này anh mới nghĩ đến điều gì đó. Nhìn thấy con trai mình bị uy hiếp, cảnh sát trưởng lần này cũng đã nghiêm túc. Ông bảo con trai hãy ở nhà đừng ra ngoài, tự mình sẽ đi ra ngoài điều tra. Đi đến nhà người dì, cảnh sát trưởng nhìn ra bên ngoài, đây đúng là một địa điểm tốt để nổ súng. Chỉ cần tìm thấy vũ khí, thì ông sẽ bị kết tội.
Ông giấu súng ở trong tủ, nhưng khi cảnh sát mở tủ ra, bên trong lại không có khẩu súng nào cả. Ngay cả bản thân ông cũng vô cùng bàng hoàng, không còn cách nào khác. Cảnh sát trưởng đành buông lời độc địa, nếu con trai tôi có chuyện thì tôi sẽ hỏi tội ông trước. Không ngờ ông lại nói với cảnh sát trưởng rằng con trai ông đã xảy ra chuyện rồi. Đi đến phòng của con trai, cảnh sát trưởng mở cửa một cách bạo lực. Kết quả là cậu con trai tưởng ông đội đến báo thù nên đã nổ súng, và phát súng ấy vừa hay lại trúng cảnh sát trưởng. Bản thân hắn cũng bị dọa đến hồn bay phách lạc. Hai cha con gây ra cớ sự này cũng xem như là quả báo đã đến sớm. Và lúc này người nhà hỏi ông nội, ông không ra tay thì làm sao biết con trai ông ta đã xảy ra chuyện chứ? Ông nội nói rằng từ ngay giây phút hắn phạm tội, hắn phải có ý thức được rằng mình sẽ gặp chuyện. Sau khi xuống lầu, ông nhìn thấy một vị cảnh sát trẻ tuổi. Lúc này ông mới biết khẩu súng đã được anh cảnh sát này mang đi giấu, nên khi nãy mới không bị phát hiện ra. Anh hỏi ông làm như vậy đáng chứ? Ông nói rằng có nợ thì phải trả, giết người thì phải đền mạng, đó mới là cuộc sống. Anh cảnh sát trẻ này không có ý tố giác ông và nói với ông rằng ông đã được tự do, nhưng đây là sự tự do thật sự sao? Trở về nhà, cô cháu gái đang ngồi đàn ca một mình, nhưng trong tiếng hát không có sự vui sướng của thắng lợi mà chỉ toàn là sự đau buồn. Năm xưa chiến tranh kết thúc, con người đều cho rằng đã có được tự do, nhưng vì để lấy lại công bằng cho cháu gái mà ông nội lại phải cầm vũ khí lên một lần nữa. Thắng lợi của chiến tranh không đại diện cho sự giải thoát của nhân dân. Khi nào mà người dân không cần phải tự cầm vũ khí lên để đấu tranh thì khi đó mới là tự do thật sự.